Lời Chúa. Thứ năm sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 24 tháng 8 2023. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con giữ thân tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con giữ thân tiếng anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Lời Chúa. Thứ năm sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 24 tháng 8 2023. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ năm chúng ta hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ được trở thành những mục tử của lòng thương xót Chúa, đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Cầu nguyện cho những anh em linh mục già yếu, bệnh tật, về hưu, những linh mục đang ở trong sương mù, xin cho họ được quay về với lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Bài đọc 150 trong sách Thủ Lãnh, chương 11 câu 29 đến câu 39. Bài trích sách Thủ Lãnh. Khi ấy thần khí của Đức Chúa ở trên ông Gíp Tắc, và ông đã sang Galaad và Mơ-na-sê, rồi qua Mít-pa Galaad, và từ Mít-pa Galaad ông qua đánh con cái Amon. Ông Gíp Tắc khấn hứa với Đức Chúa rằng: nếu Ngài trao con cái Amon vào tay con, thì khi con đã thắng con cái Amon mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu. Ông Gíp Tắc qua bên con cái Amon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. Ông đánh chúng tơi bời từ Aroe cho tới gần Mít-nít, tất cả là 20 thành, và cho tới Aven Keramin. Thật là một cuộc đại bại, con cái Amon bị hạ nhục trước mặt con cái Israel. Khi ông Gíp Tắc trở về Mít-pa, tới nhà ông, thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc nhất của ông, ngoài cô ra, ông không có con trai con gái nào khác. Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói: ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi. Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha.
cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được. Cô thưa với cha: Thưa cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa. Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con gái Amon, kẻ thù của cha. Cô lại nói với cha: Con chỉ xin cha điều này thôi, là hoãn cho con 2 tháng để cùng với bạn bè con rảo quanh núi đồi mà khóc cho đời con gái của con. Ông nói: Con cứ đi. Và ông để cho cô đi 2 tháng. Cô ra đi cùng với các bạn rảo quanh đồi núi mà khóc cho nỗi bất hạnh của mình. Hết 2 tháng, cô trở về với cha và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con lễ toàn thiêu và lễ xa tội. Chúa không đòi, con liền thưa: Này con xin đến. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Trong sách có lời chép về con, rằng con thích làm theo thanh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Lạy Thiên Chúa của con. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Đức công chính của Ngài con loan truyền giữa lòng đại hội. Lạy Chúa, Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 22 câu 1 đến câu 14. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua lại bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em vừa nghe qua bài trích sách Thủ Lãnh trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, bài đọc 150. Có thấy cái gì lạ lạ không? Thấy gì lạ không? Là cái ông ghi tắc,
ông ấy đi đánh quân Amon. Và trước khi đi đánh thì ông khấn hứa với Chúa, nói với Chúa rằng là nếu Ngài trao con cái Amon vào tay con, thì khi con đã thắng con cái Amon mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu. Khấn với Chúa như vậy, và Chúa cho ông ấy toàn thắng quân Amon. Thì khi ông ấy trở về tới nhà ông ấy, thì cái người đầu tiên mà ra đón ông lại là ai? Là con gái ông ấy. Mà là đứa con gái độc nhất, ngoài nó ra không có con trai con gái nào khác. Cô vui vẻ vừa đánh trống vừa nhảy múa. Trong lúc cô ấy vui mừng bao nhiêu thì ông ấy buồn bấy nhiêu. Vì ông đã chót thề với Chúa rồi, cho nên ông xé áo mình ra và nói: con gái của cha con làm khổ cha rồi, chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha. Cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được nữa. Đứa con gái nói: thưa cha, cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa thì xin cứ thi hành như lời cha đã khấn hứa. Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Amon kẻ thù của cha rồi. Thế nhưng mà xin cha một điều này thôi, là thay vì xử luôn cô ấy làm lễ toàn thiêu dâng cho Chúa thì xin hoãn lại 2 tháng để cô ấy đi quanh các núi đồi thăm các bè bạn và khóc cho đời con gái của mình. Ông ấy bảo cô ấy cứ đi, và cô ấy đã đi rảo quanh núi đồi khóc cho nỗi bất hạnh của mình. Hết 2 tháng cô trở về và ông đã thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Thưa anh chị em, đây là một cái tập tục ngày xưa là như thế. Qua bài đọc này thì nhắc cho mỗi người 2 điểm. Thứ nhất là khi mình mở miệng mình khấn hứa cái gì đó thì phải ý thức là mình khấn hay là mình hứa điều gì. Tại vì khấn hứa một điều mà lấy con của mình ra để mà trả lễ thì đó không có được rồi, phải không? Phải lấy tôi nè. Ví dụ nếu mà cho tôi thắng thì tôi về, tôi sẽ hy sinh đọc kinh, tôi sẽ ăn chay 3 năm hay là tôi sẽ đi tu vân vân, thí dụ như thế. Chứ khấn là nếu mà tôi được cái này thì con bé này phải, tôi gặp ai thì dâng tội nghiệp nó biết giáp gì đâu. Hai cái chuyện nó không ăn với nhau. Chuyện ông thắng kẻ thù, ông về ông khấn là con sẽ tạ ơn Chúa cho con sẽ vân vân cho chính bản thân ông ấy thì được. Hay con dâng tất cả của cải đất đai tài sản con cho Chúa để cho giáo hội vân vân thì được. Cái gì của ông ấy mà không thiệt hại đến người khác kìa. Còn con gái của ông nhưng mà thiệt hại đến mạng sống của nó, sao mà khấn hứa được. Bạn nắm không? Cho nên khi mình nói một lời, đình lập đi lập lại, đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, gọi là há miệng mắc quai, chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa. Thực sự là Chúa chả cần mình phải khấn hứa với Chúa như thế. Có nhiều người hay đến xin khấn, mà cha cho con mở được công ty này, nếu mà mở được công ty này làm ăn phát đạt thì con sẽ thế này thế kia, sẽ dâng bao nhiêu vân vân, làm bác ái. Tôi nói cầu thì tôi vẫn cầu, khấn thì tôi vẫn khấn, mà đừng cho chữ hứa vào đó. Hứa thì mình không thực hiện được rồi sao? Hả? Đúng không? Mà thực sự là có những người như vậy, khấn xong rồi thấy được cái tiếc. Ví dụ cho con bán được đất, con nhưng cũng một nửa để làm bác ái. Tại vì khó bán quá. Bất động sản bị đứng, khó bán quá mà đất nó cả 10 tỷ. Để mãi không bán được, vừa khấn xong về bán được 10 tỷ, mất 5 tỷ khấn hứa rồi. Tiếc không? Dâng không? Còn khó khăn lắm, Chúa cho con mượn lại, cho con mượn lại làm vốn. Con mượn lại làm vốn thì khi nào con khá hơn thì con sẽ khấn. Sao con giữ lời hứa, lại cứ tiếp tục vốn cứ lên mà vẫn thấy đủ chưa? Còn khó khăn không? Ôi chỉ còn là cứ như thế. Chúa đâu có buộc mình đâu. Chúa không buộc cái gì hết. Đừng có cầu nguyện với điều kiện. Đừng. Tại vì Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Ngài
trao ban cho mình một cái gì? Vô điều kiện. Chúa yêu thương mình vô điều kiện, Chúa tha thứ cho mình vô điều kiện. Vấn đề là phía mình đã nhận được ân phúc nơi lòng thương xót Chúa, có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và có sử dụng ân phúc của Chúa ban cho mình để vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn hay không? Đó mới là điều quan trọng. Tại vì Chúa ban ơn cái gì cho mình thì cũng không chỉ là dừng lại ở cõi đời này, không dừng lại ở vật chất. Nhưng mà Chúa ban ơn cho mình là nhằm mục đích là phần rỗi linh hồn. Chứ không phải chỉ ban ơn cho mình những thứ đời này. Đời này thì được ích gì? Nhắm mắt cũng phải xuôi tay lại hết mà, bỏ lại hết mà. Cho nên khi mình khấn hứa điều gì hay là mình hứa với ai thôi, đừng nói chuyện với Chúa nhé. Ngay cả mình nói với con của mình đi nữa, người làm cha làm mẹ, mà cứ hơi tí là hứa với con học giỏi đi đứng hạng nhất thì bố sẽ thưởng cái này, bố sẽ thưởng cái kia. Đôi khi mình làm cho nó làm một công việc nào đó không có thực sự là tự nguyện, không cảm thấy thực sự là việc đó là việc tốt, nhưng mà tập cho nó làm để mà lãnh thưởng. Mà khi mình làm để mà lãnh thưởng thì mình trở thành người làm công, làm để lãnh lương. Lãnh thưởng, lãnh lương cũng thế thôi. Mà Chúa không muốn chúng ta là những người làm công cho Chúa. Ta không gọi các con là tôi tớ mà là bạn hữu. Mà bạn hữu đối với nhau có cần phải tính toán không? Anh có cần phải là anh cho tôi hòn đất ném đi hòn chì ném lại không? Không cần. Lòng thương xót Chúa không cần hòn đất ném đi hòn chì ném lại, mà Chúa chỉ mong muốn mình mở toang cái lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và càng đón nhận lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì Chúa càng ban ơn phúc cho mình bấy nhiêu. Vì Chúa nói ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Rồi khi ta cảm nhận được rằng Chúa thương xót tôi như vậy thì vấn đề còn lại là tôi ngợi khen chúc tụng lòng thương xót Chúa và loan truyền cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa qua việc thực hành lòng thương xót. Cho nên trong cuộc sống của mình, tôi thấy có những người mở miệng đó là nói cái này nói nọ nói kia, rồi riết cuối cùng không làm như mình nói. Người ta nói một gì đó, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Một lần mình không giữ lời hứa, mình không thực hiện lời hứa, không nói như mình đã, không làm như mình đã nói, thì về sau không còn tin nữa. Về sau nó nói gì tôi cũng chẳng tin nữa. Nó muốn nói gì nói kệ nó. Rồi nó làm gì làm thì biết thôi, chứ còn nó nói mà sao tin được nó, đó không tin được đâu. Để cho người ta nói với mình rằng là thằng đó không tin được đâu, coi như mình thua rồi đó. Thua. Thôi nó nói gì nói kệ đi mày. Thằng đó nó nổ mà tin gì nổi. Đó nó nói vậy chứ nó đâu có nghĩ gì đâu, nó bừa như vậy tin gì nổi. Chết rồi. Cho nên trước khi mình nói, suy nghĩ cho nó kỹ. Nhất là mình hứa với ai điều gì đó thì sống chết cũng phải làm cho bằng được. Còn nếu mà không làm được thì phải có lời nói lại. Thành thật xin lỗi, hôm đó không đi được. Thành thật xin lỗi là vì hôm đó bị kẹt cái gì đó, không làm được cái việc đó. Còn nếu mà đã nói ra một lời rồi, hứa cái gì rồi thì phải cho nó chắc như đinh đóng cột. Về sau mình nói cái gì người ta mới tin. Ai nói đó được, nó nói nó tin được. Thấy chưa? Ai chứ thằng đó tin được. Còn để mà ô con nhỏ đó thôi, con nhỏ đó thôi thì thua rồi. Nó nói trời đất hỡi lắm, không có tin nổi nó đâu. Mình thua luôn. Rất mình nói không còn ai tin mình nữa thì mình thành sao thành công được. Thấy không ạ? Cho nên đó là điều mà anh chị em mình cần thận. Là khi mình nói, mình hứa thì phải biết rằng mình hứa cái gì. Thứ hai là mình liệu có mình có thực hiện được cái lời đứa hứa đó không thì hãy nói. Cái việc mà gặp ai tôi sẽ tóm người đó tôi hiến tế cho Chúa, sao mà chơi đó được? Nếu không có được, mình việc hiến chính mình thì được, chỉ lấy người ta để mà hiến dâng sao được? Không phải của mình đâu. Anh mà làm điều này thì tôi sẽ thế này thế kia. Chúa chả cần mình phải hứa gì với Chúa, chả cần điều kiện gì cả, không cần. Lòng thương xót của Chúa mà có điều kiện gì đâu, thưa anh chị em. Rồi khi mình đối nhân xử thế với nhau, thà mình không nói mà mình làm còn hơn là chưa làm đã nói. Ta bảo nói trước
bước hôm qua, nói trước bước hôm qua, nói hứa thế này thế khác, mình không làm không được là mình mất hết uy tín, người ta không còn tin tưởng mình nữa. Thứ hai nữa là đã mà nói rồi thì phải cố gắng mà làm cho bằng được. Nếu trong cuộc sống của chúng ta, từ việc nhỏ đến việc lớn, tập cái đó. Trước khi tôi muốn nói cái gì, tôi suy nghĩ coi, hay muốn hứa hay cam kết cái gì đó, suy nghĩ cho kỹ điều đó tôi có làm được hay không, có giữ được hay không. Đâu ai bắt mình đâu, mình tự nguyện mà. Mà tự nguyện mà làm hay là nói cái gì mà mình không giữ thì nói làm cái gì, có ai buộc đâu. Mà khi mình nói rồi mình không làm thì người ta không còn tin mình nữa. Thôi rồi. Coi như mình tiêu. Cho nên có nhiều người nói nhiều quá mà không có chịu làm, mà cứ thích nói. Thà là mình không nói mà mình làm, còn hơn là nói mà không làm, hoặc là nói một đàng làm một nẻo. Bài tin mừng Chúa cho chúng ta thấy, Chúa nó dùng một dụ ngôn mà nói về nước trời như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Rõ ràng đây là một bữa tiệc đặc biệt chứ không phải tiệc cưới bình thường. Tại vì tiệc cưới bình thường không khi nào mà khách được mời trước thì xin mời họ đến dự tiệc mà họ không chịu đến. Đúng không ạ? Tại vì khi mình đi mời ai đó, coi sắp là đám cưới rồi phải không? Hay ở đây ngồi rồi lên danh sách. Danh sách của mời ai, thứ tự ưu tiên phải mời những người này, rồi những người này nên mời, còn những người này là mời cũng được, không mời cũng không sao. Vậy thì những người được mời sao lại không chịu đến? Nếu mà tiệc cưới bình thường, đúng không ạ? Mà là một. Rồi lại sai đầy thứ khác đi mà dặn rằng này cỗ bàn đã xong rồi, mời quý vị đến dự tiệc, mà khách lại không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì thăm nông trại, người đi buôn, người khác lại bắt đầy tớ của vua hành hạ mà giết đi. Sao kỳ vậy? Còn ai dám đi mời tiệc cưới nữa không? Không có tiệc cưới nào mà mình không đi thì thôi. Kiếu mà thường bất đắc dĩ lắm. Chỗ mà không quen biết thì sẽ giao thì người ta mới kiếu, còn chỗ ruột thịt thì chắc chắn là đi. Mà nếu mà không đi thì hà cớ gì đem giết những người đi đưa thiệp? Hả? Có tội tình nhưng mà giết, sẽ là phải giết. Rồi thứ ba nữa, mà tiệc cưới người ta không đến thì thôi, chứ làm gì mà tru diệt hết và tiêu hủy thành phố của họ. Mà thấy không? Rồi lại tiệc cưới mà lại đi mời, gặp bất cứ ai, bất luận tốt xấu mời hết vào. Có bây giờ tiệc cưới nào như vậy không? Cho dù bây giờ có đại gia nào đó mở tiệc cưới 200 tỷ thì 200 tỷ ấy cũng chỉ là những khách sộp, khách sang đến, chứ làm gì có những người mà đầu đường xó chợ mà ra nó mời cho vào ăn bao giờ đâu. Rồi đã vậy, đã gặp ai bất luận tôi xấu mời vào, rồi đến nơi để hỏi tại sao không mặc y phục lễ cưới, đang gặp đầu đường vô đây ăn tiệc cưới, lấy đồ áo cưới đâu mà mặc, tiền đâu mà mua. Cho nên đây không phải là, nếu mà chúng ta cứ dừng lại ở cái nghĩa tiệc cưới bình thường mình bảo là như thế, mình sẽ bị khựng lại. Vì thế đây không phải là tiệc cưới bình thường, mà là tiệc nước trời. Tiệc nước trời, Chúa Giêsu đến khai mở nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa, nước trời mở ra cho hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nhớ, đó là lòng thương xót. Tiệc lòng thương xót, không loại trừ ai, bất luận tốt xấu. Bất luận tốt xấu. Mà ta thấy thường khi mà mời, những người được mời đầu tiên có phải là người ưu tiên không? Rồi thứ hai, không được mời người kế tiếp trong danh sách mà. Rồi không đủ nữa mới người bất cứ ai tốt xấu. Vậy thì ta là những người được Chúa mời gọi, những người gọi là đạo gốc đi.
sinh ra được bế đến nhà thờ rửa tội đi. Mình là người ưu tiên số một. Mình có đón nhận lời mời của Chúa hay không? Và khi đón nhận lời mời vào dự tiệc cưới thì cái áo cưới mình có hay không? Áo cưới ấy là gì? Thưa anh chị em và các bạn. Áo cưới ấy là mặc lấy Chúa Kitô, chứ không phải mặc cái áo soiree hay là áo vest, hay là có nhiều người bây giờ được mời tiệc cưới khó nhất là cái gì? Mày ơi, ta mới nhận được cái thiệp, không biết nó mặc cái gì đây nè mày ơi. Rồi nghĩa đám cưới mặc đồ đen mà tao thích tông đen, nghĩa giờ đám cưới mặc đồ đen. Bây giờ mà mấy cô đi đám cưới là khó lắm chọn đồ đi đám cưới. Mặc đẹp quá mình ta tưởng mình là cô dâu, không được. Mặc xấu quá người ta coi thường, không xong. Khó chưa? Khó. Bên Mỹ có dịch vụ cho thuê soiree, cho thuê đồ, không phải cho thuê, mua mà được quyền trả lại trong vòng ví dụ 1-2 tháng. Thì cuối tuần là có đám cưới, cô bé này mới ra ngoài tiệm kiếm cái áo nào đẹp nhất, vừa ý nhất, mua nhưng mà không xé mạc, không xé hiệu của để yên đó, về mặc đi dự tiệc xong hôm sau đem trả lại, nói tôi mặc không có vừa ý đồ ý khác, trả lại tiền cứ như thế. Cho nên là bảo thật con này khá thật, mỗi tuần nó mặc một bộ áo này, toàn là áo mua xong đem trả hàng đổi trả cho ông ta, tội nghiệp với người bán hàng. Mà chỉ có người Việt mới có thể suy nghĩ được cái cách kiểu đó thôi. Cứ đổi hết cái này đến cái kia, không vừa được đổi lại trong vòng 1-2 tuần gì đó, hết cái thời hạn đó mới thôi, chứ cứ đổi suốt. Chúa Giêsu không cho phép ta chơi cái trò đó. Nhưng mà phải mặc lấy Chúa Kitô là ta phải vào nước trời. Giống như là một người vào thi vào quốc tịch thì phải biết ngôn ngữ, phong tục, tập quán của quốc gia đó. Có 100 câu hỏi đó, hỏi thủ đô của nước Mỹ là gì, rồi cái tiểu bang này là cái gì, rồi lễ lớn của nước Mỹ là lễ gì. Có mấy đứa cháu thi quốc tịch mà thấy nó học tội nghiệp nó 100 câu trời. Cầu nguyện cho con học trước hơn sau. Bỏ bây giờ mày cứ nhét cái câu nguyên cái bài giảng vào trong cái tai mình đó, đi đâu mày cũng nghe suốt bằng đó câu What's your name rồi gì đó. Cứ nghe suốt như vậy. Bởi vì nó thuộc lòng rồi, khi mà hỏi là phản ứng liền, trả lại liền, trả lời liền. Ta còn phải học vất vả như vậy để đậu quốc tịch. Rồi khi vào quốc tịch rồi thì cũng phải tuân thủ theo luật pháp của đất nước của họ. Mà về đây muốn đi qua đường là đi qua bừa đi, hoặc là tới gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, thấy đèn vàng thì làm gì? Mình phóng cho nhanh lên để nó kịp có đèn đỏ ở nơi rồi. Bên kia chỉ có chết thôi. Đèn vàng là lo chậm lại. Hoặc là muốn qua đường thì phải chờ tới đúng cái vạch thì mới được qua, chứ không phải muốn qua chỗ nào thì qua. Hoặc là đi qua bệnh viện hay trường học là không được phép bấm còi. Nhà thờ, nơi tôn nghiêm, bệnh viện, trường học không được phép bấm còi, ồn ào. Mình được cứ bấm thoải mái. Thế thì những cái cách sống nó không phù hợp với cái sống của đất nước người ta. Phải học cái văn minh của người ta. Hay là có em nó bảo cha chúng nó cho nhắc dùm con cái. Là mấy đứa con về Việt Nam, nó bảo mẹ nói với bác mới thím đừng có gắp thức ăn dùm cho con. Con thích cái gì con gắp cái đó. Vì thứ nhất là gắp những cái món mà con không thích, bắt con ăn con không ăn được. Thứ hai là đũa bác cái gắp cho bác ăn xong lại gắp cho con sợ lắm. Thế thì đối với mình là thương và quý mới gắp cho. Nhưng mà đối với người ta không thích cái đó. Và có lẽ mình có nên bỏ cái đó đi. Để người ta thích ăn gì người ta gắp, mời thôi rồi. Xong mời một lần thôi. Không mời đi mời lại lắm cái gì. Rồi đừng bao giờ lấy cái đũa của mình để gắp thức ăn cho người khác. Không lấy tí nào hết. Đó thì có những cái mình phải học. Vậy thì khi tôi là công dân nước trời rồi, tôi được Chúa mời gọi vào rồi, thì tôi có mặc lấy Chúa Kitô hay không? Tôi có lấy lời Chúa ra tôi sống, tôi thực hành hay không? Tôi có lòng thương xót hay không? Chúa sẽ hỏi lòng thương xót của con có hay không, còn hay không? Vì cuối cuộc đời chúng ta, Chúa nói với thánh nữ Faustina, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Đó.
cái áo cưới mà tôi mặc, cái áo xót thương. Nếu không có áo xót thương đó, ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Rồi có những người họ bất luận tốt xấu mà chưa biết ai là người ở lại đấy. Có chừng những người mà tưởng rằng mình tốt, chỉ có cái vẻ bên ngoài thôi, tôi giữ đạo thôi, tôi hình thức thôi, tôi có cái áo cưới hình thức thôi, tôi đọc kinh cũng hình thức thôi, mà không có lòng xót thương, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, coi chừng tôi cũng bị loại ra ngoài. Còn cái người mà tôi nghĩ rằng họ xấu đấy, người mà tôi nghĩ rằng họ ngoại đạo đấy, người mà gọi là tân tòng đấy, họ lại sốt sáng hơn tôi, họ lại có lòng thương xót hơn tôi, họ lại mặc lấy Chúa Kitô thực sự, chứ không phải là mặc cái hình thức bên ngoài. Họ là những người được mời vào dự tiệc cưới đấy. Còn có chừng chính tôi là bị loại ra ngoài vì thiếu cái áo lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn mở trang 9 của đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nậm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con giữ phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Đến với lòng Chúa xót nguồn suối tình thương, đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, Chúa đổ hồng ân, cho con giữ phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Đến với lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa, Chúa đổ
Chuyện đạo chuyện đời. Ngày 24 tháng 8, Thánh Bartolomeo Tông Đồ, Thánh Giuse Calasan. Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Lễ Thánh Bartolomeo được cử hành từ thế kỷ thứ 8 trong các xứ France đến thế kỷ thứ 9, thứ 10 thì lan sang Roma. Lễ cử hành vào ngày 24 hoặc ngày 25 tháng 8. Với người Byzance, ngày 25 trùng với lễ kính chuyển hài cốt của người. Còn lễ chính ngày 11 tháng 6 trùng với Thánh Barnabé. Lịch Thánh Pio thứ 5 đã ấn định là ngày 24 tháng 8. Các sách tin mừng nhất lãm và sách công vụ tông đồ ghi nhận Thánh Bartolomeo là một trong nhóm 12, nhưng lại không biết thêm gì về Ngài, ngoài việc liên kết tên Ngài với Philippe. Tin mừng thứ tư không có danh sách các tông đồ, nhưng có nhắc phần lớn tên các tông đồ thuộc nhóm 12. Sách tin mừng này không nói gì tới Bartolomeo mà chỉ ghi nhận tên Nathanael liên hệ với Philippe, cũng như kết nhóm với các tông đồ khác sau phục sinh. Từ thế kỷ thứ 16, nhiều học giả đã đồng hóa Nathanael với Bartolomeo và gọi Bartolomeo là tên của Nathanael. Nếu sự đồng hóa là đúng, chúng ta biết được nhiều chi tiết về ơn gọi của Thánh Tông Đồ hơn là của các tông đồ khác. Dường như là phó bản của Gioan 21 chương 4 câu 17, trước khi được chính thức kêu gọi, đã có một cuộc gặp gỡ thú vị. Philippe giới thiệu với Bartolomeo đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giuse, người Nazareth. Bartolo nghe vậy cũng không có mặn mà gì với lời giới thiệu này. Trả lời: "Ồ, ở Nazareth thì có cái gì lạ?" Tuy nhiên, khi đáp lại lời mời thì hãy đến mà xem. Vị tông đồ đã gặp một Chúa Giê-su đấng thấu suốt lòng mọi người. Này đây, đích thực là một người Israel, trong mình không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi Chúa Giê-su: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Chúa Giê-su trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh còn đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Ngài là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Bartolomeo đã nhận ra nguồn gốc thiên sai của Chúa Giê-su nhờ cuộc gặp gỡ ấy. Rồi đây, ông còn khám phá ra sự thật cao cả hơn nữa về con người Chúa Giê-su. "Vì tôi nói với anh là tôi thấy anh ở dưới gốc cây vả nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Gioan chương 1 câu 50 đến câu 51. Bartolomeo luôn chen vai sát cánh với các bạn tông đồ. Gioan chương 21 câu 1 đến câu 14. Sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Bartolomeo ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cung ứng các chi tiết khác nhau về cuộc đời truyền giáo của Ngài tại Tiểu Á, Armenia, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ và Ai Cập. Thánh nhân đi giảng đạo trong nước Ấn Độ, giới thiệu Chúa Giê-su là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Lòng nhiệt thành đi đôi với các việc lạ mà Bartolomeo làm đã đem được nhiều người trở lại đạo. Một số tài liệu ngụy thư cho rằng Thánh Bartolomeo đã giảng phúc âm ở Tây Ấn hoặc các vùng Ethiopia, hoặc thậm chí còn tới Đại Armenia, theo kinh nghiệm các tông đồ. Tuy nhiên, giai thoại ở Armenia được chấp nhận nhiều hơn cả. Thánh nhân được tôn kính như Thánh Tông Đồ của miền này. Người ta kể rằng, khi Thánh Tông Đồ đến Armenia, tại chính nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, quỷ thần Astaroth ở đây câm họng.
Ngài xua trừ ma quỷ, giải thoát cho nhiều người khỏi bị quỷ ám. Trong số này có cả nàng công chúa. Ngài liền được triệu vời đến triều đình. Trước mặt vua, Ngài truyền quỷ thần phải nói lên sự thật bí ổi về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng tiền bạc cho tông đồ, nhưng Bartholomew từ khước và chỉ mong mọi người nhận biết và thờ phượng Chúa. Dĩ nhiên các tư tế thờ ma quỷ tức giận, họ xúi dục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Artiger, em vua Polymio, bắt ngài tống ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da rồi thiêu sống thánh nhân theo luật hình 34. Nhưng nhờ quyền năng Chúa, ngài được cứu sống. Người ta dựa vào sự kiện này để vẽ hình thánh nhân nằm cạnh con dao và miếng da như là biểu tượng của ngài. Cuối cùng, Bartholomew bị chặt đầu rồi đóng đinh thập giá năm 71. Người ta cho rằng hài cốt của ngài được tôn kính ở Roma, nơi đảo Tiberin, và ở Frankfurt, nước Đức. Tương truyền rằng xác ngài được chuyển về Benevento vào thế kỷ thứ 10. Không rõ di tích của ngài có được vua Otto thứ 3 đưa về và còn được giữ tại thánh đường Thánh Bartholomew ở Tiberin hay không. Thánh Bartholomew được coi là người bảo vệ các bệnh nhân, các ông bà bán thịt, thợ thuộc da và thợ đóng sách. Thưa anh chị em và các bạn, lời nguyện trong ngày lễ kính Thánh Bartholomew đã ca ngợi đức tin ngay thực của Thánh Bartholomew. Hiển nhiên, điều này muốn liên hệ tới lần mà Nathanael tới gặp Đức Giêsu, được Phúc âm Gioan kể lại. Theo lời Chúa nói, đây là một người Israel đích thực, nơi ông không có gì gian dối. Và Nathanael đáp lại: Rabbi, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Người môn đệ mới đã hào hứng nhận ra nơi Đức Giêsu vừa là thầy, vừa là con Thiên Chúa và vua Israel. Ước gì mỗi tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, khi mình mừng kính thánh tông đồ Bartholomew, ta cũng được Chúa nói với mỗi người như nói với thánh Bartholomew: đây là người tông đồ lòng thương xót, nơi con không có gì gian dối. Sống trung thực, sống thật với chính mình, với Chúa và với anh chị em. Ta chẳng có gì phải che giấu, chẳng có gì phải dối trá, chẳng có gì phải luồn lách hết. Cứ đường ngay nẻo chính mà đi, thưa anh chị em. Cứ đường đường chính trực mà đi, cứ lời sự thật mà nói và cứ sống theo sự thật đi. Những người mà quanh co, những người mà không sống theo sự thật, những người sống trong bóng tối thì hay sợ ánh sáng. Mình làm, ta gọi là cây ngay, không sợ chết đứng. Có những người đi làm lòng thương xót Chúa mà cứ sợ người ta nói này, người ta nói nọ, người ta nói kia. Không làm người ta có nói không? Cũng nói vậy. Làm người ta có nói không? Cũng nói vậy. Vậy thì làm hay không làm? Làm thôi. Thấy điều đúng, điều tốt thì cứ làm. Còn ai nói gì? Chuyện người ta, ta nói gì nói kệ người ta. Mình cứ đường đường chính trực mà đi, cứ đường ngay nẻo chính mà đi, cứ làm theo lương tâm và làm theo tiếng Chúa gọi, làm đẹp lòng Chúa chứ không tìm cách làm đẹp lòng người ta. Cứ sự thật mà nói, cứ sự thật mà sống, nó thoải mái lắm thưa anh chị em. Tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Mình không có gì là mắc cỡ, không có gì xấu hổ, không có gì ngại ngùng. Gặp ai nhìn thẳng mặt, ai gian dối tự họ nhìn xuống, đúng không? Ai mà nói xấu tôi cứ nhìn thẳng mặt người đó, lúc cái người đó phải quay mặt đi à, tự nhiên mình cảm thấy xấu hổ. Ai mà nói không đúng sự thật gặp mình, họ cũng không dám nhìn thẳng mặt. Còn mình cứ đường đường chính chính, chẳng ngại chẳng sợ ai cả. Dù có Đức Giáo Hoàng, dù có Tổng thống đi nữa, tôi cũng vẫn là tôi thôi. Vẫn cứ nhìn thẳng mặt mà nói thôi. Có gì phải rụt rè, có gì phải e dè, có gì phải sợ hãi. Bài giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu nhấn mạnh rằng để loan truyền phúc âm ra khắp nơi,
Chúa đang muốn dùng 12 con người ngu dốt, nhát đảm, sợ sệt, hầu chứng tỏ rằng sự yếu đuối của Chúa còn mạnh hơn con người. Từ đó, cũng như mọi tông đồ trong phúc âm, giáo hội có thể cùng lập lại với Thánh Phaolô. Và hôm nay, chúng ta cũng có thể lập lại điều đó. Những tông đồ lòng thương xót Chúa, tôi có thể làm được tất cả mọi điều trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Trong yếu đuối, trong chửi bới, trong áp bức, trong bách hại cũng như lo lắng, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Thánh Giuse Calasan, linh mục. Thánh Giuse Calasan qua đời tại Roma ngày 25 tháng 8 năm 1648, được phong thánh năm 1767 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công nhận là bổn mạng các trường học công giáo bình dân năm 1948. Thánh Giuse Calasan được Chúa ban cho một tấm lòng nhân từ và quảng đại, đã hiến dâng chót cuộc đời cho việc dạy dỗ và giáo dục trẻ em. Giuse Calasan đã dùng tất cả tài sản riêng của mình cho công trình giáo dục khắp các nước Ý, Đức, Bohemia và Moravia. Nhưng nhất là với sự kiên nhẫn của Đấng Thánh, Ngài đã biết đương đầu với những thử thách lớn lao tấn công Ngài nhiều lần. Thay vì phàn nàn với nguyên nhân phụ, Ngài thường nói với các bạn thân rằng Chúa gửi chúng đến vì lợi ích chúng ta. Chúa gửi những khó khăn, những thử thách, những gian truân đến vì lợi ích chúng ta. Ngài ước ao nhà nguyện bao giờ cũng được xây chính giữa các học xá. Và Giuse Calasan là người đầu tiên cho đọc phúc âm bằng ngôn ngữ thông thường. Giuse Calasan sinh năm 1557 ở miền Bắc nước Tây Ban Nha, trong một gia đình giàu có đạo đức. Ngay từ nhỏ, Ngài đã được cha mẹ dạy dỗ hướng dẫn đạo hạnh, nên rất siêng năng cầu nguyện hãm mình. Lớn lên, Giuse được học hành đầy đủ. Năm 15 tuổi, cậu đã học xong chương trình trung học và được cha mẹ chấp thuận cho vào chủng viện, tiếp tục học hành, luyện tập nhân đức, đậu tiến sĩ luật tại Đại học Alcala. Năm 1583, Giuse được thụ phong linh mục. Đức giám mục giáo phận Utrian nhận thấy Ngài có lòng đạo đức và giỏi giang nên chọn làm tổng đại diện giáo phận. Vào đầu năm 1529, rời Tây Ban Nha, thánh nhân được sang Roma, ở tại nhà bạn là Hồng Y Ascanio Colonna. Cảm động trước cảnh đói nghèo và bị bỏ rơi của các thiếu niên, cha lập tại khu Trastevere ngôi trường miễn phí đầu tiên. Nhiều người cộng tác đến với cha, nên đã ra đời viện các linh mục dòng chuyên trách về các trường công giáo, về sau gọi là hội dòng các giáo sĩ nghèo mẹ Thiên Chúa, phụ trách các trường từ thiện. Thành viên hội dòng được kêu gọi khấn lời khấn thứ tư là giáo dục giới trẻ, đặc biệt là trẻ em nhà nghèo. Tu hội của Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm chuẩn nhận năm 1617. Nhưng sau đó, vì nội bộ lùng củng, chia rẽ, tu hội của Ngài gặp cơn khủng hoảng, cho đến khi Ngài chết mà cũng chưa phục hồi lại được. Thánh nhân rất đau lòng vì tình trạng sa sút của tu hội, nhưng Giuse Calasan sẵn sàng chấp nhận và vâng theo ý Chúa. Ngài ra sức hãm mình và cầu nguyện cho tu hội sớm được phục hồi, cho công cuộc giáo dục đào tạo thanh thiếu niên được kết quả. Được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 chấp thuận, nhưng dòng phải trải qua một giai đoạn thử thách đau đớn, bách hại dữ dằn. Chính đấng sáng lập dòng lúc này đã thành bề trên tổng quyền cũng bị đuổi ra khỏi dòng và bị tố cáo với thánh bộ. Sau hết năm 1646, Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 10 quyết định giải tán hội dòng.
Ngài đã chịu đựng tất cả những thử thách đó với một sự kiên nhẫn anh hùng. Còn hội dòng được Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 cho tái lập năm 1656 đã có một sức bật mới. 8 năm sau khi cha qua đời thì hội dòng mới được tái lập lại. Vì thánh nhân qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1648 và năm 1767 được tôn phong hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, hãy tưởng tượng một người sáng lập dòng bề trên tổng quyền mà bị đuổi khỏi dòng, rồi bị tố cáo lên thánh bộ, rồi dòng bị giải thể, mà cho đến khi qua đời dòng vẫn chưa được phục hồi, thì anh chị em tưởng tượng là vị thánh ấy phải đau khổ, nhục nhã, ê chề đến như thế nào. Thánh Giuse Calasanz viết về vấn đề giáo dục trẻ em như sau: ước mong người ta đưa lại cho trẻ con, nhất là trẻ con nghèo, một nền giáo dục tốt, không phải vì điều đó góp phần nâng cao nhân cách chúng, mà còn của mọi thành phần xã hội. Những người nhận trách nhiệm giáo huấn này phải có rất nhiều bác ái, lòng kiên nhẫn lớn lao, và nhất là khiêm nhường thẳm sâu. Sau hết, Ngài nhắc lại lời Thánh Kinh sau đây: kẻ dạy công chính cho đại chúng sẽ rực rỡ chiếu sáng như những vì sao trong cõi vĩnh hằng muôn đời. Giuse Calasanz thường nói với anh em trong tu hội rằng nghề giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, để nhờ đó chúng ta có thể đạt tới đời sống vĩnh cửu, là một nghề cao quý và nhiều công nghiệp biết bao. Đó là điều ai cũng biết. Đúng thế, khi ta lo cho cả hồn lẫn xác chúng được lành mạnh bằng cách dạy dỗ chúng, và nhất là bằng cách đào tạo chúng về lòng đạo đức và giáo lý, thì chúng ta đang chu toàn cùng một sứ mạng đối với chúng như các thiên thần bản mệnh của chúng vậy. Đằng khác, sự giúp đỡ của ta sẽ quý báu vô cùng khi không những ta tránh cho các trẻ em khỏi làm bậy, mà nhất là lôi kéo thúc giục các em biết mau mắn và thích thú làm việc lành, dù các em thuộc gia đình và thân phận nào. Được giúp đỡ như thế, các em chắc chắn sẽ biến đổi nên tốt hơn. Thậm chí sau khi các em đã được dạy bảo, không ai nhận được đó là những em trước kia đã thiếu giáo dục nữa. Đúng vậy, các em đang là những cây non. Ta càng hết lòng hướng dẫn tâm hồn các em, càng dễ uốn nắn. Nếu các em lớn lên rồi sẽ rất khó, hoặc sẽ không còn uốn nắn được nữa. Cho nên mới nói bé không uốn thì cả gãy ngành. Cây mà còn bé mình không uốn nó thì lớn lên mình uốn nó chỉ có gãy mà thôi. Những em bé phải được giáo dục ngay từ trong gia đình. Cha mẹ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng trên các em, là những em chịu ảnh hưởng trực tiếp trên cha mẹ. Cha mẹ ảnh hưởng trên các em rất nhiều. Gương sáng, đời sống đạo đức, cách giáo dục từ trong gia đình ảnh hưởng trên đứa trẻ. Có những em lớn lên 20 rồi mà vẫn chưa trưởng thành được, vì nói ảnh hưởng của lối giáo dục trong gia đình của con làm cho con khép kín lại, làm cho con không dám cởi mở ra, hoặc lối giáo dục khắt khe quá làm cho mình rụt rè, không dám tiếp xúc với người khác. Đến khi mình đi lên thành phố mình học, lúc đó mình thấy nhiều cái khác quá mà không được chuẩn bị, không được học hỏi trước, luyện tập trước, cho nên lên đấy cảm thấy bỡ ngỡ. Và sẽ có hai cái phản ứng. Một là phản ứng co lại như con ốc, cứ thấy cái gì là co vào, như con rùa thấy gì nó rụt cổ lại nấp ở trong cái mai. Rồi thôi, cứ như thế, học xong rồi đi về lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, hết cái cuộc đời của mình. Như vậy thôi, không dám mở ra một cái thế giới mới. Hai là mình lựa chọn, dám ra khỏi cái vỏ ốc, dám ra khỏi cái mu rùa, mở lòng ra, mở trí ra. Tâm mình mở ra thì tâm trong sạch, trí mình trong sáng. Tâm mình mở ra thì trí mình học hỏi được nhiều, và trí mình càng học hỏi được bao nhiêu thì cái tâm của mình càng rộng ra bấy nhiêu.
Cho nên người ta mới bảo là tri nhân tất dung. Càng hiểu biết bao nhiêu, tri nhân là biết người, tất dung là bao dung. Càng hiểu biết con người bao nhiêu thì lòng ta càng bao dung bấy nhiêu. Hiểu rằng em đó nó xử sự như vậy vì cái hoàn cảnh nó như thế, vì ảnh hưởng của giáo dục gia đình từ thời nhỏ như thế, như thế, như thế. Hiểu ra rằng em đó nó hư thân cũng là vì ảnh hưởng của bạn bè như thế, như thế, vì cha mẹ đã nuông chiều như thế, như thế. Mình dễ bao dung với các em hơn. Nhưng điều quan trọng là phải hướng dẫn giáo dục các em để các em phải trở thành một con người trưởng thành. Nói thưa cha, vậy thì con gợi mở ra như vậy là vì nhờ con tham gia vào thiện nguyện, nhờ con tham gia vào khát vọng, nhờ con tham gia sinh hoạt. Nhưng mà nếu con cởi mở như vậy, con có quá không cha? Sợ quá lại rụt vào. Nói nếu mà mình rụt vào, mình khép kín lại, mình không giao tiếp với ai nữa, thì mình vẫn cứ mãi là trẻ con, không lớn lên được. Dù có 80, 81 thì vẫn là đứa bé 8 tuổi mà thôi. Giúp cho các em tập trưởng thành. Cho nên là bên Âu Châu hay bên Mỹ, ta tập cho các em nó trưởng thành. Thứ nhất là ít khi mà cho các em nó ngủ với mẹ. Nó đủ lớn rồi thì nó ngủ một mình, độc lập. Và khi nó làm cái gì thì cũng để cho nó tự nó làm, rồi chỉ giúp nó sửa mà thôi, chứ không có làm thay. Còn bố mẹ Việt Nam thì cái gì cũng bao cấp. Hỏi một câu tên nó là gì cũng phải trả lời dùm nó. Hỏi nó bao nhiêu tuổi cũng phải trả lời dùm nó. Rồi nó làm cái gì cũng không cho nó làm, cái gì cũng sợ nó không làm được. Tôi nói sợ nó không làm được thì biết bao giờ nó mới làm được. Phải để cho các em nó làm, sai thì sửa, thế thôi. Chứ còn không cho nó làm cái gì cả mà người ta hỏi tên nó mà cũng không dám để nó trả lời. Mà sợ nó nói sai, tên nó mà có nó không nói đúng thì bao giờ nó mới nói đúng được. Để nó nói đi, sao không tập cho để nó trưởng thành lên đi. Và tập nó giao tiếp với người khác đi. Cho nên khi anh chị em đi vào con đường lòng thương xót, là con đường mà Chúa giúp mình đi trên đôi chân của mình. Mình hiểu biết mình, hiểu biết người. Càng yêu mến Chúa bao nhiêu thì càng hay say phục vụ bấy nhiêu. Càng yêu mến mình bao nhiêu thì càng cố gắng rèn luyện cho mình, học hỏi hiểu biết nhiều bấy nhiêu. Học nơi sách vở, học nơi giao tiếp, học nơi người khác, học nơi lắng nghe, học nơi những người có kinh nghiệm. Mình học, 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 học. Và mình mở lòng ra để mà thực hành những điều mình học hỏi. Như thế, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình bước đi chỗ con đường lòng thương xót Chúa là một con người trưởng thành, là một con người có trách nhiệm, là một con người biết cái gì đúng, cái gì sai, là một con người dám chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, không có dựa dẫm vào cha mẹ hay là phụ thuộc quá vào gia đình. Người làm cha làm mẹ chúng ta bao cấp quá, chúng ta làm cho con mình không lớn lên được, không trưởng thành lên được. Nếu cứ như thế thì suốt đời mình ôi khổ quá, hết lo cho con lại lo cho cháu. Ai bảo ông bà khổ chứ, tự mình làm khổ mình chứ. Để nó làm không được hay sao? Ôi Giê-xu sợ nó thế này thế kia, hết lo cho con, rồi lúc lại cháu lại ôm lấy cháu lo cho cháu, mới bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mình giúp mình lo mà không biết cách lo, đôi khi mình làm hại con mình, làm cho con mình không trưởng thành được. Rồi suốt đời mình khổ và con mình cũng chẳng được hạnh phúc đâu, thưa anh chị em. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 24 tháng 8 2023. Chuyện xưa tích cũ. Câu chuyện ác giả ác báo. Bác thợ may và bác thợ giày. Ngày xưa núi non không giáp mặt nhau được.
Nhưng con người ta, dù là kẻ xấu hay người tốt, thế nào cũng có lúc gặp nhau. Trên đường đi chu du hành nghề, có lần bác thợ giày và bác thợ may hai người gặp nhau. Bác thợ may dáng người nhỏ bé, đẹp trai, tính hay bông đùa nhưng tốt bụng. Nhìn hòm đồ người kia mang theo, bác thợ may đoán biết được rằng ồ, người kia làm nghề gì rồi. Cho nên bắt cất tiếng hát một cách giễu cợt. Khâu cho tôi một đường, rút sợi này cho tôi, vuốt chỉ bằng sáp nhé, nhớ đóng đinh cho chắc. Vốn tính không đùa, không ưa đùa giỡn, bác thợ giày nhăn mặt như là uống phải giấm vậy, lăm lăm xông tới như là muốn vặn ngược cổ bác thợ may. Anh ngạo tôi phải không? Anh cười nhạo tôi là nghề sửa giày, may giày phải không? Bác thợ may nhỏ nhắn nhẹn cười. Đưa ly rượu ra, mời làm lành. Có gì mà giận nhau thế? Uống thư chút đỉnh này đi, cay cay, nuốt giận làm lành người anh em. Nào, vô cầm ly lên rồi chúng ta cùng vô làm hòa với nhau, mình hát với nhau cho nó vui mà vô đi. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 5 vô. Uống rượu mà không say nào hay, uống rượu mà không say nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta từng về bên ly rượu cay, men nồng rượu ta quay cuồng say, tâm hồn ta bay theo trời mây, uống cho vui đêm nay. Ly rượu nào vơi trong chiều nay, má hồng đau phai trong vòng tay, ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say, má hồng dù phải trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Uống đi uống cho ta quên đời, uống đi uống cho ta quên đời. 1 2 3 1 2 3 Bác thợ giày tu luôn một hơi dài, cơn giận trên mặt cũng biến luôn theo. Bác trao trả bác thợ may bình rượu và nói: tôi đã tu một hơi dài cẩn thận rồi. Người ta thường nói uống nhiều chứ không nói khát nhiều. Nào, bây giờ thì uống rồi, hai đứa mình đi chu du thiên hạ cho biết thế nào là thế gian này. Bác thợ may trả lời: ồ, tôi thế nào cũng được, miễn là bác có hứng cùng đi tới thành phố lớn nơi sẵn có công ăn việc làm là mình đi thôi. Bác thợ giày nói: chính tôi cũng định tới thành phố lớn, ở những nơi nhỏ bé hẻo lánh khỉ ho cỏ gáy này kiếm công ăn việc làm khó quá, còn ở nhà quê thì toàn người chân đất với nhau. Bây giờ ở miền quê chẳng còn ai ở, chỉ còn những người già với lại con nít nó ở thôi. Thanh niên bỏ quê lên tỉnh kiếm tìm công ăn việc làm hết rồi, hai đứa mình cũng đi thôi, đành phải bỏ quê mà đi kiếm công ăn việc làm. Chứ còn cửa cái nhà quê này chắc chết đâu ông ơi. Tôi nghĩ cũng buồn này, nhà quê mình bây giờ chẳng còn ai nữa, chỉ còn mấy người già, tội nghiệp quá. Chơi với mấy đứa bé lão nha lão nháo, nó khổ, nó đói, nó nghèo quá. Mà không lẽ mình cứ ở đây mình cũng chết với chúng nó. Mà đi thì không đành,
mà ở thì cũng không được, biết làm sao bây giờ đây. Thôi cũng phải đi thôi, quê nghèo ơi, quê nghèo. Biết làm thế nào đây, bây giờ nhìn lại quê nghèo heo hắt, đều hiu quả rồi. Chỉ thấy người già với những mấy đứa bé chơi đánh bi đánh dao với nhau thôi. Đứa trẻ bây giờ không còn ai ở quê nữa đâu bác ơi. Thôi chúng mình cũng đi thôi, làm người di dân thôi. Thôi thế là hai người quyết định bỏ quê đi lên tỉnh kiếm công ăn việc làm. Hai người tiếp tục cuộc hành trình bỏ quê, đành đoạn đứt ruột ra, nhưng cũng phải lên đường vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống nó là như thế. Thời giờ thì sẵn, đồ ăn gặm cho qua ngày thì thiếu. Đến thành phố nào cũng vậy, cả hai bác đều đi dạo một lượt rồi đến chào phường thợ cùng nghề. Bác phó may lúc nào cũng tươi cười, đôi má ửng hồng, nhanh nhẹn, nên hễ có việc là phường gọi ngay bác đến làm. Bác cũng có duyên lắm. Cô con gái thợ cả lén cha mình ôm hôn bác phó may ở sau cửa ra vào. Mỗi khi hai người gặp nhau, ruột tượng của bác phó may lại phồng thêm một chút. Bác thợ giày vốn hay cầu có, thấy vậy thì càng nhăn nhó. Bác thở dài. Càng lấu cá ranh mãnh thì lại càng hay gặp may. Cuộc đời này cứ ranh mãnh một tí thì lại hay. Chứ còn mà cứ chân chất chân chỉ hạt bột thì chắc chỉ có đói thôi. Đấy, thằng phó may lúc nào nó cũng tí ta tí tuét, cô nào cũng thích nó. Khổ nỗi mình cũng muốn cười lắm mà cười không được, chứ mặt nó cứ nhăn như khỉ ăn ớt thế này, rồi cười cũng không ra nữa chứ, khổ ghê. Không biết cười hay khóc đây chứ. Cuộc đời này biết sống thế nào đây. Bóc phó may lúc nào cũng tươi cười ca hát, kiếm được bao nhiêu là bác chia ngay cho bạn. Thế có dăm ba đồng sùng sàng trong túi là bác móc ngay ra gọi món nhậu. Khoái chí khoa tay đập bàn đập ghế, làm cho cốc chén nhảy múa trên bàn. Bác luôn nghĩ, ồ cháu ơi, có đồng vào thì phải có đồng ra, chứ cứ giữ mãi khứ khứ thì bao giờ có đồng nào nó vào bao giờ đâu nào. Cứ rời đi, cứ vui vẻ. Mà sống tội gì mà cứ phải nhăn nhó, khó chịu làm cái gì bác kia. Vui lên mà sống nha. Tươi cười lên mà sống nha. Cứ vui rồi thì tiền nó mới vô. Cứ nhăn nhăn nhỏ nhỏ thì tiền nó khó vô. Tươi hớn hở thì tôi nó mở ra tiền nó đi vào. Thì cứ nhăn nhăn nhỏ nhỏ thì như bạc thì bị má nào nó thương. Con gái con lứa nó cũng chẳng ưa mấy cái ông mặt cái đầm đắm này. Sau một thời gian đi lang thang, hai người tới một khu rừng rộng. Qua khu rừng là tới kinh đô, nhưng ngay cửa rừng lại có hai đường mòn dẫn tới kinh đô. Một đường là đi mất 7 ngày trời, còn đường kia thì chỉ mất có 2 ngày mà thôi. Cả hai bác đều không biết đường nào là ngắn hơn. Họ ngồi xuống dưới gốc cây sồi để bàn tính nên mang bao nhiêu lương khô đi theo thì đủ để ăn dọc đường. Bác thợ giày nói, ồ, tôi nói cho em ông nghe, người ta là phải biết lo xa, cứ tính dư ra một chút. Theo tôi á, thì nên mang bánh mì cho 7 ngày đường cho nó chắc ăn. Cứ dư còn hơn là thiếu ông ạ. Còn bác thợ may thì lúc nào cũng lạc quan, chẳng biết lo xa. Bác này lo xa làm cái quải gì? Còng lưng ra mà tải bánh 7 ngày như một con lừa thì không hề được nhìn ngang nhìn dọc. Tôi không có theo ai hết. Tiền để trong túi thì mùa nào cũng vậy.
mùa hè cũng như mùa đông. Nhưng mà bánh mì trời oi bực có khi nó vỏ khô, ruột nó mọc đi. Tôi không thể tinh quẩn như vậy được. Tại sao chúng ta lại không tìm ra được con đường ngắn để mà đi? Chỉ mang bánh mì 2 ngày thôi, có phải là tốt không nào? Thế rồi, ai lo phận nấy. Chỉ mua phần bánh như mình tính. Xong xuôi, cả hai băng rừng, phó mặc số phận cho trời. Trong rừng yên tĩnh như trong nhà thờ, không có gió thổi, không có tiếng suối róc rách, cũng chẳng có tiếng chim hót líu lo. Và không một ánh nắng nào chiếu lọt qua được cành lá rậm rạp. Bác Thời Dày chẳng nói lấy một lời, vì bánh mì nặng trĩu trên lưng làm cho bác mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Mồ hôi chảy từng giọt trên bộ mặt cau có tối sầm của bác. Trái lại, bác Phó May vẫn tươi tỉnh, tay chân vung vẩy, lấy lá thổi kèn hay là cất tiếng hát một bài. Bác nghĩ bụng, trời thấy ta vui nhộn thế này thì ắt trời mừng lắm đấy nha. Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê hết. Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê được. Thoát đã 2 ngày trôi qua, sang ngày thứ 3 thì bác Thợ May đã ăn hết sạch cả bánh mà vẫn chưa đi hết cánh rừng. Bác đã bắt đầu cảm thấy lo lo, nhưng rồi bác vẫn không nản lòng, còn tin rằng mình sẽ gặp may. Tối thứ 3, bác đành nhịn đói nằm ngủ dưới gốc cây. Sáng hôm sau đứng dậy đi tiếp với cái dạ dày lép cặp. Ngày thứ 4 cũng trôi qua y như thế. Khi bác Thợ Dày ngồi lên thân cây đổ ngang đường lấy bánh ra ăn, thì bác Thợ May đành ngồi nhìn. Mỗi khi bác xin bánh thì người bạn đồng hành kia lại cười chế giễu và nói, bác lúc nào cũng vui nhộn lắm cơ, giờ thử nếm mùi xem. Khi người ta chẳng còn gì để vui nhộn nữa thì nó sẽ như thế nào? Loài chim sớm ra đã hót thì tối đến sẽ bị diều hâu ăn thịt thôi. Ráng mà chịu thôi, ráng mà chịu thôi. Nói tóm lại, bác Thợ Dày là một con người nhẫn tâm, không có lòng thương xót. Nhưng tới sáng ngày thứ 5 thì bác Thợ May khốn khổ kia không đứng dậy nổi nữa, mệt lả, không nói nổi lấy một lời, mắt đỏ ngầu, hai má trắng bệch. Lúc đó bác Thợ Dày bảo bác Thợ May, này, đói lắm rồi phải không? Sắp chết đói rồi phải không? Được, ngày hôm nay tôi đưa cho bác một miếng bánh, nhưng để đền bù vào đó, bác phải để cho tôi chọc lấy cái mắt bên phải của bác. Bác Thợ May bất hạnh kia chẳng biết cứu mình bằng cách gì nữa. Bác muốn sống, không muốn chết đói, cho nên đành phải đồng ý. Bác khóc, hai mắt giàn giụa nước mắt. Đoạn rồi bác dướn người, dướn mắt để tên Thợ Dày. Con người có trái tim đá, con người không biết xót thương là gì, lấy mũi dao sắt khoét cái mắt phải của bác. Chợt bác Thợ May nhớ lời mẹ bác thường nói khi bác còn bé bị mẹ bắt quả tang ăn vụng trong bếp. Mẹ nói với bác, ăn thì ăn cho căng bụng, nếu có bị đòn thì cắn răng mà chịu đựng nhé con, không được rên la. Đổi miếng ăn bằng một cái giá quá đắt. Khi ăn xong, bác Thợ May lại đứng dậy đi.
quên ngay điều bất hạnh của mình. Chẳng những thế, bác còn tự an ủi. Còn một mắt cũng quá đủ để nhìn rồi, không sao. Dù sao cũng còn một mắt. Nhưng sang ngày thứ sáu, cơn đói lại kéo đến, đói cồn cào. Đói tim như là muốn ngừng đập. Tối đến, bác không còn đủ sức để ngồi xuống. Cứ để mặc cho thân mình đổ vật xuống một gốc cây mà ngủ. Sáng ngày thứ bảy, sức đã kiệt. Bác thợ may không đứng dậy nổi nữa. Bác cảm thấy lưỡi hái của thần chết đã kề ngay bên gáy. Lúc đó, tên thợ giày mới nói, tôi cũng muốn làm ơn làm phúc lắm. Cũng muốn cho bác một miếng bánh nữa. Nhưng làm gì có chuyện cho không? Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ. Bây giờ bác phải để tôi khoét một mắt kia của bác, rồi tôi mới cho bác ăn bánh. Bây giờ bác thợ may thấy mình sống không biết lo xa, đành ngồi cầu Chúa tha lỗi cho mình và nói, được, bác cứ làm đi. Những điều bác muốn bác cứ làm đi. Tôi đành cam lòng chịu theo số phận vậy. Nhưng bác nhớ lấy, sự đời đổi thay, ác giả ác báo. Bác nhớ lấy, sự đời đổi thay, ác giả ác báo. Ác giả ác báo đó bác ơi. Ừ, bác nói gì vậy? Tôi có làm gì bác đâu. Tôi đã từng chia ngọt sẻ bùi với bác. Trong những ngày tôi ăn nên làm ra, nghề tôi phải khâu từng mũi kim đường chỉ. Tôi mất đôi mắt sẽ không khâu được nữa, chỉ còn cách đi ăn xin thôi. Khi tôi đã mù cả hai mặt rồi, thì xin bác đừng bỏ tôi một mình ở lại đây, kẻo tôi chết vì đói khát. Giờ tôi không còn nhìn thấy gì nữa, bác thương cho tôi, dắt tôi đi với, qua khỏi con rừng này. Nhớ lại ngày xưa tôi chia mọi sự cho bác, tôi đâu có tiếc gì bác đâu. Bác hãy xót thương tôi, đừng để tôi ở con rừng này tôi chết mất. Lúc mặt trời lặn, bác thợ giày lấy dao khoét nốt cái mắt trái của bác thợ may, đoạn đưa cho bác một miếng bánh để ăn và trao cho cái gậy và dắt đi theo mình. Khi hai người ra khỏi rừng, trước mặt họ là một cánh đồng, cách đó không xa là một cái giá treo cổ. Tên thợ giày dẫn bác tới gần cái giá treo cổ, bỏ mặc bác ở đấy rồi đi tiếp. Mệt mỏi, đói khát, đau nhức làm cho bác thợ may khốn khổ kia ngủ thiếp đi một giấc cho tới sáng. Hôm sau lúc tảng sáng, bác thức dậy, chẳng biết là mình đang ở nơi nào nữa. Thấy đau rát ở mắt, bác thợ may liền lấy khăn tay thấm xuống đám cỏ có sương đọng, rồi đưa lên lau hai cái hốc mắt. Chỉ một lát sau, xảy ra một điều kỳ lạ. Nằm trong hai hốc mắt bây giờ là hai con ngươi đen lánh. Hai mắt của bác thợ may đã sáng lại. Sau khi định thần, bác trông thấy mặt trời mọc sau lưng núi, dưới đồng bằng, trước mặt là kinh đô to lớn. Có thành quách nguy nga, có hàng trăm tháp chuông. Trên ngọn tháp là chữ thập mạ vàng óng ánh dưới nắng mặt trời. Bây giờ, bác đã nhìn rõ được từng chiếc lá trên cây. Những đàn chim đang bay qua, thấy cả muỗi đang bay vo ve trong không khí. Bác lấy một chiếc kim khâu ở túi ra, sâu chỉ, thấy lẹ như khi xưa. Lòng bác tràn ngập vui sướng. Ôi, bây giờ tôi thấy lại rồi. Ho, ho, ho.
tôi thấy lại rồi, mặt tôi sáng rồi, tôi có thể xỏ kim, xỏ chì, tôi có thể khâu rồi, tôi sống rồi, tôi sống rồi. Tôi sống rồi, tôi sống rồi. Cảm ơn trời đã cho lại tôi đôi mắt. Bây giờ tôi có thể bước đi, không còn chập choạng trong đêm tối nữa. Tôi đã sáng mặt ra rồi. Tôi sáng mặt ra, không những là sáng cái con mặt của tôi, mà tôi còn sáng con mặt ra để tôi thấy được lòng dạ con người nó như thế nào. Sáng mặt ra rồi, thấy được lòng dạ con người, sông sâu thì có thể dò, nào ai lấy thước mà đó lòng người. Trong lúc gian khó, trong lúc gian khổ, tôi mới biết lòng người như thế nào. Tôi nhớ có ai nói câu này nè, là chính trong đau khổ con mới biết ai là bạn thật của con. Có người nói câu đó. Có người nói là đau khổ có giá của nó, vì chính trong đau khổ mà con biết ai là bạn thật của con. Ôi lão thợ, lão thợ bạn tôi ơi, nó quẹt mặt tôi rồi, bây giờ nó đi đâu? Tôi thấy rõ lòng người rồi, nhưng tôi vẫn cứ vui vẻ lên đường. Rồi bác quẩy gói lên lưng, quên ngay hết nỗi khổ đau vừa mới trải qua. Bác lại tiếp tục lên đường, vừa đi vừa ca hát, huýt sáo vang lừng. Trước tiên, bác gặp một con ngựa non, lông màu nâu đang chạy lăng xăng ngoài cánh đồng. Bác nắm lấy bờm nó, định nhảy lên cưỡi để đi vào thành phố. Nhưng con ngựa van bác: tôi còn bé bỏng, một người nhỏ nhắn như ông cưỡi lên cũng đủ gãy lưng rồi. Xin ông để cho tôi chạy nhảy cho tới khi tôi tráng kiện. Có lẽ sau này thế nào cũng có lúc tôi có thể đền ơn cho ông. Xin ông thương xót tôi. Bác thợ may nói: thôi được, thế thì chạy đi. Tao thấy mày cũng còn đang tuổi chạy nhảy nhợn nhơ, thôi tao tha, chạy đi. Bác cầm roi đánh nhẹ vào lưng nó. Ngựa mừng quá, cất vó chạy nhảy tung tăng qua các bụi thấp và qua các hố, rồi phi thẳng ra cánh đồng. Từ ngày hôm sau đến giờ, bác thợ may chưa có miếng nào vào bụng. Bác nghĩ: ây à, ánh mặt trời chiếu vào đây mắt ta, nhưng ta vẫn bị treo mồm. Giờ hay gặp cái gì ăn tạm được là ta túm lấy ta ăn ngay thôi, không có nể nang gì nữa. Vừa lúc ấy, có một con cò đi bệ vệ trên cánh đồng, hướng về phía bác thợ may. Bác nắm ngay chân con cò và bảo: đừng lại, đừng lại. Ta chẳng biết thịt ngươi ăn có ngon hay không ngon gì hết, nhưng mà cơn đói lắm rồi, ta đói lắm rồi. Không cho phép ta là kẻn cá chọn cánh gì nữa. Ta phải cắt tiệt ngươi ra, làm lông rồi đem quay mới được. Con cò đáp: xin đừng có giết tôi. Tôi là chim thần, loại chim có ích cho loài người, không ai dám đụng đến đâu. Nếu ông để tôi sống, thì rồi thế nào cũng có lúc tôi đền ơn cho ông. Bác thợ may nói: đói quá rồi, mà ngươi thì xin ta cũng chạnh lòng thương ngươi. Ta nhớ có ai nói rằng là xót thương thì sẽ được thương xót gì đó, xót thương được thương xót gì đó. Thôi ta cứ thử làm một cái coi nó có được xót thương hay không. Thôi mời ông anh họ cao kèo bay đi, xót thương rồi, xót thương. Cò xòe cánh thong thả bay đi, buông thõng đôi cẳng dài xuống. Bác thợ may tự nhủ: ây da, tình cảnh mà cứ như vậy thì biết làm gì bây giờ. Cơn đói cứ mỗi lúc một tăng, bụng thì đã lép lại càng lẹp hơn. Bây giờ ta không có xót thương gì cả. Con nào mà tới gần là con đó tói mạng với tao, tao không có xót thương nữa. Xót thương mày thì ai xót thương tao? Ngay lúc đó, bác nhìn thấy hai con vịt
hai con vịt con ở ao đang bơi về phía bác. Bác nói, ta vừa nói xong thì các chú bơi tới thật đúng lúc quá. Đúng là xót thương thì được thương xót. Rồi bác túm luôn lấy một con, sắp vặn cổ nó. Thì con vịt mẹ ở trong đám sậy vội bơi đến, há mỏ van xin bác hãy rủ lòng thương con nó. Vịt mẹ nói, cạp cạp, xin bác thử nghĩ xem. Mẹ bác đau đớn biết chừng nào khi thấy người ta bắt bác đem đi giết. Cạp cạp. Nếu người ta bắt bác đem đi giết thì mẹ bác đau như thế nào? Cạp cạp. Bây giờ bác giết con tôi thì tôi đau như thế đó. Cạp cạp. Bác thợ may tốt bụng đáp, ôi dào ơi, lại phải xót thương rồi. Thôi, tôi thả con cho bà nuôi nó đi. Tôi xót thương nó rồi, không biết ai xót thương tôi không. Rồi bác thả vịt con xuống ao. Bác ngoảnh lại thì thấy mình đang đứng trước một cây cổ thụ, thân cây rỗng. Có một đàn ong bay ra bay vào tấp nập. Bác thợ may nói, đúng là mình ở hiên gặp lành mà. Mật ong sẽ làm cho mình tỉnh lại và lấy lại sức đi tiếp rồi. Đúng là xót thương thì được xót thương. Nhưng con ong chúa đã ra giọng hăm dọa, nếu bác chạm đến quân ta và phá tổ của ta, lập tức hàng ngàn vạn chiếc ngòi sẽ đâm thẳng vào da bác mà đốt như hàng ngàn hàng vạn mũi kim nóng đỏ đâm vào da thịt bác. Nhưng nếu bác để tôi yên thân và bác hãy đi đường bác thì thế nào cũng có lúc chúng tôi báo đền. Bác thợ may thấy không thể kiếm ăn được ở nơi đây, bác nói, ôi dào ơi, đã ba kéo không thì kéo thứ tư lại cũng chẳng có gì. Đúng là một bữa trưa tồi tệ. Ai xót thương tôi không đây? Ai xót thương tôi không đây? Bụng lép kẹp, bác cố lết đi vào thành phố. Tới được thành phố thì chuông nhà thờ đã điểm 12 giờ trưa. Giờ này nhà hàng đã có cơm trưa, bác có thể ngồi vào bàn gọi món ăn. Khi đã no bụng rồi, bác nói, ôi dào ơi, giờ ta cũng phải kiếm một việc gì làm chứ. Bác đi quanh các phố, tìm đến một thợ cả của phường may và kiếm ngay được chỗ làm tốt. Vì khi trước học nghề, gặp ông thầy giỏi, bác cắt may rất khéo, cho nên chẳng bao lâu sau bác trở nên nổi tiếng. Ai cũng muốn mang vải đến nhờ bác thợ may, người bé nhỏ, may cho. Tiếng tăm bác một ngày một loan truyền trong vùng. Bác tự nhủ, ôi dào ơi, mình thế là đã đạt tới đỉnh cao của nghề may rồi. Và cuộc sống cứ mỗi ngày một dễ chịu hơn. Nghe tin đồn, nhà vua truyền bác vào làm thợ may trong triều. Nhưng sự đời thật éo le. Cũng ngày hôm đó, người bạn đồng hành cũ của bác cũng được phong chức thợ giày của triều đình. Khi hắn chợt nhận ra bác thợ may và thấy bác giờ đây có đôi mắt sáng, hắn đầm lo sợ nghĩ bụng. Mình phải tìm cách trừ khử nó đi trước khi nó tính chuyện báo thù mình. Mình đã khoét đôi mắt của nó, thế nào nó cũng báo thù. Phải trừ nó ngay trước khi nó ra tay. Nhưng thường thì kẻ nào gieo gió ắt phải gặp bão. Tối hôm đó, ngay sau giờ làm việc, khi ấy trời đã chập choạng tối, tên thợ giày lần mò đến tâu với nhà vua. Tâu hoàng thượng, tên thợ may ngông cuồng cả gan nói liều là y cũng có thể tìm được chiếc vương miện vàng của hoàng thượng đã mất từ lâu. Nghe như thế nhà vua mừng lắm. Ồ, thế thì hay lắm. Người hãy gọi nó vào đây, tìm cho ta chiếc vương miện vàng ta đã mất. Người ta triệu bác thợ may sớm hôm sau phải vào triều. Vua ra lệnh cho bác phải tìm cho ra được
chiếc vương miện bằng vàng đã mất, bằng không sẽ bị trục xuất khỏi thành đô. Bác thợ may nghĩ bụng, ôi dào ơi, chết thật rồi. Chỉ có những kẻ vô lại mới dám hứa làm những việc quá sức mình. Nhưng nếu nhà vua mà cứ khăng khăng một mực bắt ta làm một việc chẳng ai làm nổi, thì ta cũng chẳng cần nhờ đến ngày mai làm gì. Tốt nhất là ta lên đường, rời khỏi kinh đô ngay ngày hôm nay thôi. Ôi dào ơi. Bác gói hành lý lại và ra đi. Bác lưu luyến từ giã kinh đô, nơi mình đang ăn nên làm ra. Vừa đi, bác vừa ngoái cổ lại nhìn. Bác tới bờ ao, nơi trước kia bác định bắt vịt con làm thịt, thì thấy vịt mẹ đang đứng ở đó rỉa lông. Vịt mẹ nhận ra bác ngay và hỏi, sao bác cứ cúi đầu xuống thế, có chuyện gì vậy? Bác nói, ôi dào ơi, nếu bà biết chuyện gì đã xảy đến với tôi thì chắc bà cũng chẳng lấy gì làm lạ đâu. Ôi dào ơi. Rồi bác kể cho vịt mẹ nghe về thân phận long đong của mình. Vịt nói, cạp cạp, nếu chỉ có thế thì tôi giúp bác được. Chiếc vương miện đó rơi xuống nước, nằm ngay dưới đáy ao. Tôi có thể lấy ngay bây giờ. Cạp cạp. Bác cứ chạy sẵn khăn ra bờ ao chờ nhé. Cạp cạp. Vịt mẹ cùng 12 vịt con lặn xuống. 5 phút sau, cả đàn ngoi lên, vịt mẹ bơi ở giữa. Trên lưng vịt mẹ là chiếc vương miện. Đàn vịt con bơi chung quanh, thỉnh thoảng lấy mỏ đỡ để mẹ khỏi phải gắng sức nhiều. Đàn vịt bơi vào bờ, đặt vương miện lên khăn. Dưới ánh nắng, chiếc vương miện lóng lánh như trăm ngàn viên ngọc tuyệt đẹp. Bác thợ may túm lấy 4 góc khăn, bọc vương miện lại, rồi đem dâng vua. Vua mừng rỡ, thưởng cho bác một chiếc dây chuyền bằng vàng. Tên thợ giày thấy mưu kế thứ nhất của mình thất bại, liền tìm mưu kế thứ hai, y đến vua tâu rằng, muôn tàu hoàng thượng, tên thợ may lại huênh hoang nói là có thể làm được mô hình cung điện nhà vua bằng sáp ong. Mô hình chính là cung điện nhà vua thu nhỏ lại, giống hệt nhau bên ngoài cũng như bên trong. Hắn nói hắn có thể làm được. Vua lại cho triệu bác thợ may đến, truyền phải làm cung điện bằng sáp ong. Bên ngoài cũng như bên trong phải giống hệt như cung điện nhà vua đang ở. Nếu bác không làm xong việc ấy, hay có xong mà còn thiếu dù chỉ là một cái đinh đóng trên tường thôi, thì cũng bị đem bỏ vào ngục tối dưới lòng đất cho đến mãn đời. Bác thợ may nghĩ bụng, ôi sao ơi, toàn là những chuyện bực mình. Thế này thì ai mà chịu nổi đây? Thôi, ta đi lên đường. Nói xong bác khăn gói lên đường. Khi tới bên thân rỗng lúc trước, bác ngồi, cúi gầm mặt xuống. Đàn ong ở trong tổ bay ra. Ông chúa hỏi bác bị gió cứng cổ hay sao mà đầu gục xuống như thế. Bác thợ may đáp, ôi sao ơi, không phải vậy đâu. Có một chuyện khác làm tôi buồn, buồn não ruột đi, chắc tôi chết mất đây. Rồi bác kể cho ông chúa nghe những việc mà nhà vua truyền cho bác phải làm. Cả đàn ong vo ve rầm rì với nhau. Ông chúa bảo, ô, bác cứ yên tâm về nhà. Sáng mai cũng giờ này, bác nhớ đem theo một chiếc khăn lớn đến đây. Chắc chắn mọi việc sẽ đâu vào đấy. Bác thợ may quay trở về nhà. Đàn ong bay đến cung điện nhà vua, bay qua các cửa sổ đang mở, bò khắp trốn khắp nơi trong cung điện, đo từng ly từng tí thật chính xác. Đo xong, chúng bay về tổ. Cả đàn ong xuống vào làm mô hình bằng sáp. Chiều tối hôm đó đã xong. Ông làm nhanh đến nỗi người ta có cảm tưởng lâu đài cứ hiện dần trong nháy mắt. Sáng hôm sau, khi bác thợ may đến thì cung điện nguy nga đã để sẵn đó rồi. Một cái đinh ở tường cũng không thiếu, không thiếu cả một hòn ngói trên mái nhà. Mô hình trông mịn màng, trắng như tuyết, thơm phức mùi mật ong. Bác phó may
lấy khăn bọc cẩn thận mô hình lại rồi đem dâng vua. Nhà vua rất đỗi ngạc nhiên, truyền trưng bày mô hình ở giữa phòng khách lớn nhất, rồi thưởng cho bác thợ may một ngôi nhà to xây bằng đá. Nhưng tên thợ giày vẫn chưa từ bỏ ý xấu. Lần thứ ba hắn lại đến tàu vua, muôn tàu hoàng thượng. Trước đây hoàng thượng có cho đào giếng giữa sân rồng, nhưng nước không phun lên. Nghe chuyện đó, tên thợ may đã cả quyết là mình có thể đào để cho nước phun lên cao bằng đầu người, trong suốt như pha lê. Vua cho đòi bác thợ may đến rồi phán rằng: ngay sáng mai, nếu trong sân rồng của trẫm không có tia nước phun lên như lời ngươi hứa hẹn, thì đao phủ sẽ chém đầu ngươi ngay tại sân đó. Chẳng còn phải suy nghĩ lâu la gì nữa, bác thợ may đáng thương vội vã rời khỏi kinh thành, nghĩ mình chuyến này mất mạng như chơi. Nước mắt bác cứ thế trào ra. Trong lúc bác còn đang ủ rũ đi lang thang thì con ngựa non bác thả khi trước lao tới. Bây giờ nó đã là một con ngựa màu nâu tuyệt đẹp. Ngựa nói: giờ đã đến lúc con có thể trả ơn bác rồi. Con biết bác đang cần gì, bác cứ yên tâm nhé. Chẳng mấy chốc con sẽ hoàn tất chuyện đó cho bác. Mời bác lên yên lưng con, may đủ sức để hai người như bác ngồi lên rồi. Bây giờ con khỏe rồi bác ơi. Bác thợ may lại thấy vững dạ, nhảy phắt lên lưng ngựa. Ngựa phi nước đại vào kinh đô, rồi thẳng sân rồng trong cung điện. Ngựa chạy 3 vòng quanh sân, rồi nhanh như chớp, ngựa lấy hết sức bình sinh giáng 4 vó xuống nền sân. Tiếng đất nứt kêu răng rắc, một tảng đất ở sân bắn tung lên không trung, văng qua mái cung điện. Tiếp theo là một tia nước phun lên cao bằng người cưỡi ngựa. Nước sạch và trong như pha lê. Ánh nắng mặt trời như nhảy múa cùng tia nước. Nhìn cảnh ấy, vua hết sức ngạc nhiên, chạy lại ôm hôn bác thợ may trước mặt mọi người. Nhưng hạnh phúc nào được lâu dài. Vua có một bầy con gái, cô nào cũng xinh đẹp nhưng không có con trai. Lần thứ tư, tên thợ giày nham hiểm kia lại đến tàu vua. Muôn tàu hoàng thượng, tên thợ may vẫn chưa chừa cái thói huênh hoang của mình. Giờ y lại khoe là nếu y thích, y có thể sai khiến một em bé trai rơi từ không trung xuống để làm con vua. Vua cho triệu bác thợ may tới và phán: nghe đây, nếu nội trong 9 ngày ngươi dâng chấm một đứa con trai, thì lúc ấy ngươi có thể kết bạn 100 năm cùng con gái của chấm. Bác thợ ngay nghĩ bụng: ôi chào ôi, phải nói phần thưởng ấy thì lớn thật, ai mà chẳng muốn. Nhưng quả anh đào lại ở cao quá tầm tay với của mình. Cố vươn lên hái thì cành dưới chân sẽ gãy và mình rơi ngay xuống đất thôi. Ôi chào ôi, thôi đi thôi. Bác đi về nhà, ngồi gác chân lên bàn may, tính xem phải làm gì bây giờ. Bác than thở: ôi chào ôi, làm sao mà sống được bây giờ. Ta đành ra đi, ở đây chắc chắn không thể sống yên thân được. Bác bèn vội vã rời kinh thành. Khi qua cánh đồng, bác lại gặp lại người bạn cũ của mình là anh bạn cò, đang đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại dừng chân, dáng ra vẻ như một nhà hiền triết, đứng ngắm ghía một con ếch rồi nuốt chửng. Cò đi về phía bác và chào: chào bác, tôi thấy bác khăn gói trên lưng, có việc gì mà bác phải từ giã kinh đô như thế vậy? Bác thợ may kể cho cò nghe chuyện nhà vua đòi bác phải làm những việc mà mình không tài nào làm được. Bác phàn nàn về số phận long đong của mình. Nghe xong cò nói: có gì mà bác phải lo phiền cho bạc tóc ra, tôi sẽ giúp bác qua cơn hoạn nạn. Tôi vẫn đi đón hài nhi mang về kinh đô, để tôi đem về cho một hoàng tử từ giếng nước thần. Bác về nhà đi, bác cứ yên tâm chờ nhé. 9 ngày nữa bác đến cung vua chờ, tôi sẽ có mặt ở đó, bác cứ an tâm. Bác thợ may về nhà, đúng ngày hẹn bác có mặt ở cung điện.
Ngay lúc đó, cò bay đến gõ cửa sổ. Bác thợ may mở cửa sổ cho cò vào. Ông bạn cao cẳng bước vào, bước đi khoan thai trên nền đá cẩm thạch. Mỏ cò ngậm một đứa bé đẹp như thiên thần đang giơ tay đòi theo hoàng hậu. Cò đặt đứa bé vào lòng hoàng hậu. Hoàng hậu ôm ấp và hôn đứa bé, lòng rất đỗi vui mừng, tim như ngừng đập. Trước khi từ biệt, cò lấy chiếc túi trên vai xuống dâng biếu hoàng hậu. Trong túi là kẹo đủ màu để làm quà cho các công chúa. Cô cả thì không được phần kẹo nào cả, mà được một người chồng là bác thợ may vui tính. Bác thợ may nói: "Ôi chào, đổi với tôi thật đúng là trúng số độc đắc rồi." "Vui quá, vui quá. Ô, vui quá. Vui quá, vui quá rồi. Ô, 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 ô." Tên thợ giày phải đóng giày cho bác thợ may dùng để nhảy hôm cưới. Sau đó có lệnh y phải vĩnh viễn rời khỏi kinh đô. Y chạy vào rừng như người mất hồn và có lẽ đã chết ở trong đó, vì không ai trông thấy hoặc nghe nói gì về y nữa. Đó là câu chuyện ác giả ác báo. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện dài. Đó là câu chuyện cổ tích được anh em nhà Grimm sưu tầm và giới thiệu, mang theo nhiều bài học ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ. Trước hết, câu chuyện cho chúng ta thấy được quan niệm về sự công bằng và đạo đức sống của người xưa. Đó là ở hiền gặp lành, gieo gió. Ở hiền gieo gió. Những người sống hiền lành, tốt bụng luôn luôn gặp may mắn và nhận được sự giúp đỡ từ những người khác. Còn những kẻ sống nhẫn tâm, không biết xót thương người khác, độc ác, thường sẽ phải nhận những kết cục không như ý. Đó là quan niệm của người xưa tới giờ. Sở dĩ bác thợ may lâm vào tình cảnh khốn đốn, ta có thể rút ra được bài học, đó là bác không biết lo xa, chỉ mải vui thú với những thứ trước mắt mà không tính đến những chuyện sau này. Vì vậy, trong cuộc sống, trước khi đưa ra quyết định về một vấn đề gì đó, chúng ta cần phải tính toán thật kỹ, biết nhìn xa trông rộng để có thể kiểm soát được mọi việc. Như trong một bài dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: người thợ mà muốn xây nhà thì phải tính toán xem liệu mình có làm nổi cái căn nhà đó hay không, kẻo dỡ chừng bỏ dở thì người ta cười cho. Hoặc là ông vua muốn đi đánh nước nào đó thì phải tính toán coi liệu coi mình có đủ sức để mà tấn công nó hay không. Nếu không thì đi cầu hòa trước đi, kẻo đem quân đi đánh mà là bị bại trận. Vì vậy mà Chúa nói phải khôn ngoan như con gì? Khôn ngoan như con gì? Khôn ngoan như con gì? Và đơn sơ như con gì? Đơn sơ như bồ câu và khôn ngoan như con rắn. Không có ma lanh như là anh thợ gì? Thợ giày. Nhưng mà cũng không có quá ngây ngô như ông thợ may. Cả thợ giày, cả thợ may đều có những bài học để cho chúng ta học khi nghe câu chuyện này. Ta không có gian ác và nhất là không biết xót thương anh em mình như người thợ giày. Đồng thời, ta cũng không quá ngây ngô hồn nhiên quá mà không biết lo xa như anh thợ may. Anh thợ may có những điểm mà ta có thể học được, đó là vui tươi, lạc quan, yêu đời và biết xót thương người anh em của mình. Xót thương khi người anh em khó khăn, mình chia sẻ. Xót thương khi mình có quyền trở lại mà không trả thù. Nếu thợ may không biết xót thương thì trả thù anh thợ làm giày, anh ấy chết chắc luôn, đúng không ạ? Bây giờ đã được cưới công chúa rồi, lên làm phò mã rồi. Thợ giày kia,
anh đã làm hành hạ tôi bao nhiêu chuyện, kể hết tất cả những cái tội của anh ra. Anh móc mắt tôi rồi anh làm cho tôi ba phen bốn bận. Tí nữa thì tôi chết nếu mà không có được những con vật giúp đỡ. Ta thấy đôi khi cũng buồn. Con người thì không biết xót thương, con vật thì lại biết thương xót. Con người thì không biết đền ơn, con vật thì lại biết báo ơn. Những gì mà người thợ may làm cho những con vật, anh không hề tính toán là có qua có lại mới toại lòng nhau. Không, anh dám chấp nhận hy sinh cái đói của mình để không làm hại những người khác. Lòng thương xót nằm ở chỗ đó. Lòng thương xót đi đến chỗ mà khi tôi đói lắm rồi đây, cái nhu cầu cấp thiết của tôi đây này, bây giờ tôi có dám chấp nhận hy sinh cái đó vì người khác hay không? Còn lúc mà tôi có, tôi chia sẻ người khác, tôi xót thương người khác dễ quá rồi. Anh có 2 ổ bánh mì, anh ăn 1 ổ anh no rồi, anh chia cho tôi thì dễ. Nhưng bởi vì anh còn có 1 mẩu bánh mì thôi, mà vì anh chia cho tôi thì anh không còn cái gì để anh ăn, anh có dám chia hay không? Đó mới là thương xót. Ta nói về thương xót, khi mình có đầy đủ mọi sự thì dễ lắm. Nhưng mà lấy cái, giống như Chúa nói bà quá, đã lấy 2 cái đồng là đồng để bà ấy sống. Một ngày sống của bà chỉ có 2 đồng thôi mà bà dám hy sinh cả cái đó mà dâng cúng vào đền thờ. Thế thì anh thợ may này, lòng thương xót nằm ở chỗ là cả, không phải là 1, không phải là 3, mà tới 4 lần. Ta nói quá tam bà bận mà tới 4 lần. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn tha cho con gì, con vịt, rồi con cò, rồi con kiến, rồi con ngựa, con ong, rồi con ngựa. Mà nó là con vật mà. Anh còn thương nó như thế, lòng thương xót là như thế. Mà chấp nhận thiệt thòi để nhường phần hơn cho người khác. Trong quán cà phê, ai chẳng thích ngồi đánh đàn, ai chẳng thích đứng trên sân khấu. Nhưng mà nếu vậy thì ai là người coi xe? Ai là người dọn vệ sinh? Mà khi người ta đến người ta thấy quán sạch sẽ, thơm, bởi đến nhà vệ sinh thì người ta sẽ thấy ồ, đây mới là đúng là cái quán lòng thương xót. Vì biết chăm lo cho người ta cái nhu cầu căn bản nhất là vệ sinh. Thường chúng ta thấy có những nơi rất là đẹp, rất là sang, nhưng mà nhà vệ sinh thì rất là dơ, có khi không có nữa. Chả để ý cái đó. Vậy thì khi mà mình dám chấp nhận là làm những cái việc mà hèn nhất, thấp nhất, tồi tàn nhất để cho anh em được phần hơn mình, đó là lòng thương xót đấy. Anh thợ may hay anh thợ giày? Thợ may hay thợ giày đã làm công việc đó? Coi chừng nói về nghe xong rồi không mơ mơ, không biết ông nào và ông nào nữa. Thợ may hay thợ giày? Thợ may là anh chàng tốt bụng, là anh chàng mà lúc nào cũng cười hi hi đó. Đó, tốt bụng. Cái tốt bụng đó là lòng thương xót đấy. Tốt bụng đó là lòng thương xót. Tập có cái lòng tốt bụng này nó bụng tốt lắm. Mà nó không tốt bụng. Bụng tốt là nó ăn cái gì cũng được, nó không bị đau bụng. Mà nó không tốt bụng vì nó ăn hết chẳng nhường cho ai cả. Bụng tốt mà không tốt bụng. Này này, thấy chưa? Bụng tốt lắm này, bụng tốt thiệt, cái gì nó cũng ăn rồi mà chả sao cả. Nhưng mà nó không tốt bụng vì cái gì nó cũng ăn, nó chẳng nhường cho người khác, nó không có lòng thương xót. Và một điều nữa mà khi tôi đọc câu chuyện này xong, tôi đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể 3 giờ chiều hôm nay, tôi bảo câu chuyện này Chúa muốn nói cái gì nữa. Chúa nói về dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng. Thợ giày là lúa tốt hay cỏ lùng? Cỏ lùng. Mà thợ may là cỏ lùng hay lúa tốt? Lúa tốt. Lúa tốt với cỏ lùng vẫn chung đụng với nhau. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho cả hai có cơ hội. Cả hai có cơ hội. Đến giây phút cuối cùng mà 4 lần rồi mà thợ giày vẫn không tỉnh ngộ, cỏ lùng vẫn chưa chịu trở thành lúa tốt dù đã ở gần lúa tốt. Thấy không ạ? Chúa thương xót chờ đợi đến giây phút cuối cùng. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina là không có ai bị trầm luân hỏa ngục hết, trừ phi người ấy muốn trầm luân mà thôi. Người ta như vậy thì 1 lần thôi chứ, 2 lần, 3 lần là quá rồi, tới 4 lần mà không tỉnh ngộ
Nếu mà thợ giày chỉ cần quay lại, thôi, thợ may à, lỗi tại tôi, tha cho tôi. Thợ may tha không? Tha, có khi còn cho là một cái quan lớn trong triều nữa chứ. Lòng thư xót nằm ở chỗ đó, đợi chờ đến giây phút cuối mà thợ giày vẫn không quay trở về, cuối cùng tự ý bỏ ra đi, y như Judah đi thắt cổ vậy. Không tin vào lòng thương xót, không tin vào lòng tốt của thợ may, vì suy bụng ta ra bụng người. Ta vẫn suy bụng ta ra bụng Chúa. Nhiều khi ta không quay trở về vì ta cứ sợ rằng Chúa cũng trả thù như ta vẫn trả thù người khác. Chúa cũng gian ác như ta vẫn gian ác với người khác. Thợ giày gian ác quá mà thấy thợ may không làm gì mình cả. Đâm ra nghi ngờ thêm, hay là nó có âm mưu gì nữa đây. Nó chờ đến lúc nào đó nó đi làm vua nó mới giết mình thôi. Thôi bỏ vào trong rừng trốn đi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ cái điều đó và thấy rằng là Chúa vẫn đợi chờ chúng ta. Không bao giờ Chúa thất vọng, chỉ trừ khi mình không tin vào lòng thương xót của Chúa nữa mà thôi. Amen. Chúng ta kết thúc tháng 8, tháng mà ta luôn luôn khát vọng về trời, như ta đã chia sẻ trong ngày Chủ nhật 20 tháng 8. Bây giờ thì mời chị em và các bạn mở trang 125 Kinh Nguyện Lòng Thương Xót, hát bài Tận Hiến Cho Mẹ, để xin mẹ cho mỗi người luôn luôn là lúa tốt. Mà lỡ có là cỏ lùng thì hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa để xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch chất cỏ lùng trong con, để con lại trở thành lúa tốt. Và nếu con đã được Chúa gìn giữ là lúa tốt, thì xin cho lòng thương xót của con, lúa tốt, lòng thương xót ấy lan tỏa trên những cỏ lùng khác, để họ cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi lúa tốt của con. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng sáng, dâng cõi lòng yêu mến. Phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chi thanh hoa nhờ mẹ với mẹ, vững chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ. Nước mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn.